chúng ta đến với một video riêng về các loài lan. Phiên chợ hôm nay chủ nhật ngày 9 tháng 9 2018. Chợ Hoa Cây Cảnh, thị xã Sơn Tây. Bán cân đấy, bao tiền cân bác? Cái gì ạ? Cái lan chị đang ấy túi à? Đang, người ta đang chọn kìa. Cái đang chọn đấy là cái đang chọn 500. 500 một cân ạ? Vâng. Cái đấy, cái loại mà chị đang bó đấy. Và đấy cũng bán cân đấy. Đang bán ngọn, bán cân. Cân bán ngọn. Cân thì mấy trăm? Cân đang 300. 300. Đấy là tay trâu đấy, lăn khỏi. Đai trâu là 50.000 một ngọn. Nó tùy, nó tùy. Vâng, vâng. Một 100.000 một cây Enzo này. Vâng. Lấy luôn cái mà nó sẵn nụ đấy rồi. Thế là không có nụ cả rồi đấy. Hai cây 200. Hả? À. Bao nhiêu? 140 à? Tức là 70 một cây. À được rồi, thế thì được. Giá đây được. Vâng, vì họ nói 200 mà bớt cho 60. Thôi được rồi, thế là được rồi. Tôi đi chợ này tôi chỉ thích soi vào những cái ví tiền của những người móc tiền ra trả hàng như thế này là tôi thấy sướng nhất. Thank you.
Chị ơi, một giò lan này thì bao nhiêu tiền một giò? 400 ạ. Vâng. Em bảo đây đâu anh? Bác ơi. Em giờ sống được người ta làm sống. Ví dụ như cái mớ anh cầm đây là bao tiền ạ? 120 ạ. 120 anh. Kiều Vương. Kiều Vương 120 một cái khóm anh cầm tay đấy. Cái khóm mà bác đang cầm bao tiền khoảng bác? Cái khóm lan đấy bác đang cầm đấy. Bao tiền ạ? Chưa mua. Chưa mua à? Bác đang chọn. Đây, như cái khóm mà chị đang cầm kia là giá bao nhiêu? 1 triệu thì khoảng mấy? À. Cộng đấy là 250.
chuẩn bị hoa đi ạ. Chuẩn bị hoa lưỡi mèo giống như cát à? Lưỡi mèo giống như cát à? Cái này có đọc cái này không? Cái này không làm ít ạ. Bao nhiêu anh? 800 cái giỏ đấy. 800 ghê đấy nhỉ. Giò này bao tiền anh? 4 triệu anh. 4 triệu giò này. Vâng. Thôi lấy anh kiểu ba đấy vui vẻ à, kiểu như thế đấy lấy ba anh ạ, anh em mình giao lưu tí cũng ba đắt cho ai đâu, đắt thì được bao nhiêu đâu thôi gặp nhé. Bán đã em mua nhanh không bán thì bán không thêm nhân tí đấy, thêm sau bốn ở tí này cũng bao nhiêu tiêu hết thế thêm lên 100-200 yêu cái ngọn này nó không gì nó đây vừa mua cổ đặt kia nó đứng. thế là bao nhiêu anh? 1.1 triệu bút à? Về tôi vừa thấy anh nói là 1.3 mà. Thôi được rồi, giảm cho 200. Tức là ít nhiều nó cũng vẫn là con giống cho dễ nuôi. Vâng, dễ nuôi. Dễ cho nở hoa sai đẹp. À, chúng ta đang nhìn giò hoa với giá 1.1 triệu. Các anh vừa giao dịch xong. Vâng, với cái hình ảnh trả tiền cho nhau là tôi cũng chứng kiến xong để tôi kết thúc video giới thiệu quầy hoa lan ở chợ hoa cây cảnh Sơn Tây sáng ngày hôm nay. Để ông cháu tôi đi về nhà nghỉ. Vâng. Lần thứ hai đúng không? Tuần nào chẳng mua của anh. Vâng, cứ mỗi tuần anh mua cho em 1 giò. Cũng rẻ. À, như vậy là mỗi một lần mua 1 giò một tuần thì một lần anh phải khuyến mãi 1 lần. À vâng, đấy mỗi lần. Đến 100 lần sau anh phải cho không người ta 1 giò. À, vâng ạ. Rồi, thế là những người mà vui tính gặp nhau. Rồi, cảm ơn các anh nhé. Tôi cũng được chứng kiến một cái cuộc nhỏ nhỏ giò lan 1.1 triệu thôi nhưng rất vui. Và tôi xin dừng hình ở đây. Giò nào anh? Cái giò này. Là giá bao nhiêu ạ? Khoảng 1.2 triệu. 1.2 triệu cái giò này. Vâng. Nó cùng cái loại lan lúc nãy à? Vâng, nó cùng lan. Lan phi điệp phú thọ. Phi điệp phú thọ. Thế còn cái này nó đắt hơn, kỳ nó đắt rồi. À, cái đang kỳ gọi là ám mắt châu. Cái này người ta bán theo mắt đấy. Không gọi là cái hoa trong nó có cái mắt, nó gọi nó là cái dòng hoa mắt châu. Vâng, ví dụ như một nhánh này thì bao nhiêu? Cái này ở 650 ấy. 650, bên này cũng thế. Vâng, bên đây 650. Vâng. Ở đây thì giò nào của anh đắt nhất trong cái dàn này, cái dàn treo này? Đắt thì thực ra là em đây cũng vừa đây nhá. Vâng. Nếu hàng đắt hơn thì nó ở nhà. Ở nhà. Vì anh ở nhà. Anh ở Sơn Tây à? Không, em ở trên Thanh Trì. À, vì tôi thấy anh chào tôi là Đỗ Sinh thì tôi đoán là anh trên xem cây cảnh của trên Phú Thọ là huyện nào? Em ở Thanh Thủy, Phú Thọ. À, Thanh Thủy thì bên ngày sang thôi. Vâng. Cách có mỗi cầu sông Đà Trung Hà thôi. Nghiện cây cho nên là biết bác. Vâng. Vậy rồi, cảm ơn anh nhá. Vâng. Chúc các anh mua may bán đắt. Vâng, xin chúc sức khỏe các anh. Chào anh. Vâng.